Yeah, Ừ, may đông quá. lắm này. May sao rồi, may sao rồi. Chúng được một cái gì? Sẽ vào nhà đỏ rồi. Sẽ vào nhà đỏ chưa Chúng bay được tầm một muộn cái không gì kịp đó đâu. trong nhà đó. Nhà đó, nhà đó, nhà đó. Vừa thăm vào nhà rồi kìa. Thì có tin. Kiếm kiếm. Mình đang chạy, đang chạy, Ủa, đang chạy thì phải. kiếm gì? Ui trời ơi. Cái anh là em chưa có súng gì đâu. Có một thằng, chắc thằng này đang cứu rồi. Ra chơi luôn này. Bên kia có. Rồi sao nốt. Còn thằng bên chỗ quán cà phê ở đấy, casino ấy. Phải 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 Đây phải rồi, phải đây. phải phải phải. Ui trời ơi. Mày tớ hứng nguyên đam cho mày này. Anh ấy bắn yếu lắm rồi đấy. Bắn trúng hai phát rồi đấy không chết. Anh ấy. Đấy, đấy. Cứu 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 nhanh chạy. Bón đầy rồi chưa. Ôi giời, không kịp rồi. Ôi giời ơi, anh ơi. Ui giời ơi. Mày này. Ui giời ơi anh ơi, mày thằng nào đi. Đã không có máu rồi. Rồi, nó một này. Rồi, hai. Tiếp. Nhanh xuống đẩy luôn. Mày ném bom gì ấy? Không choáng à? Mày này. Cay chưa? Gạt một rồi. Gạt hai rồi, gạt hai. Tính ra gạt hai rồi đấy. À. Ồ, tao phải bắn vào thùng xăng kiểu gì bẫy vào nó cho anh xem. Được, có tiếng nhảy ra ngoài. Hình như nó chơi mẹo hay sao ấy. Chơi mẹo trèo. Rồi, nốc, nốc thằng Mày trèo. mẹo. Anh đỡ mừng kia. Nổ chưa? Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ui trời ơi. Chết ngay. Mày chơi mèo à? Này thì chơi mẹo chúng tôi. Lên nhà năm đi. Bắn thính ngay gần đấy luôn. Tôi ở đây chạy không biết chạy đâu rồi. Bên kia có. Ô, ông này ông nhìn gì? Hay nhìn tính giờ ấy. Rồi, có tiếng bên dưới này. À, dưới bờ rào. Để đi xung quanh xem. Để trên đồi ấy. Rồi, nó còn bên dưới đấy. Cái anh này anh xuống nhập thính này. Nhớ rõ ràng nãy ở trên núi nhìn thấy tầm 3 2 3 thằng chứ có phải ít đâu. Đâu hết rồi. Ô, ốp 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 đi, ốp đi. Không ốp rồi à, nó lại AMR kìa. Bên cạnh. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Bên cạnh. Trời suốt từ tối đến giờ. Giờ kiểu người ta ít chơi cái map này sao ấy. Ít lắm. Chạy. Ồ, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Chạy trên nhà này. Tầng 2, chạy tầng 2. Mà cái bộ quần áo này nhìn trông cứ kiểu di chuyển chậm chậm. Chạy sang bên này thì phải. Cho bạn thêm quà này. Ui giời ơi. Yếu quá bạn ơi. Vẫn còn, vẫn mới chỉ gạt thôi. Ờ. Ui, trên đồi có xe anh á, trên đồi có Ờ, xe thế đánh rồi, xuống thế kìa. rồi, thế rồi, thế rồi. Đến, 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 đến. Nhìn xe 4 đi xe 2 ấy, không nhìn rõ. À kìa. Nó cầm siêu, nó cầm siêu xe kìa. Bắn nó phát đầu kìa. Trời ơi, ông này đâm gốc cây à? Sao đứng im bất động ấy. Trên, trên nó rồi, trên đồi. Hình như nó không biết mình đang đây à? Ui, nó biết rồi, nó tưởng chưa biết cơ.
Ông này có skill gì đây? Lại mò kim đáy bể. Skill gì thế này? Dò mìn, skill dò mìn anh em ạ. Vai trò anh nhặt tự 10 quả một lết này. 10 quả anh cứ luôn. tại anh anh buôn bom à? Rồi đây rồi, mình xem mỗi tí xong, tí đi nhặt xong thôi. Nhanh 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 nhanh. Mười mấy à? Anh cũng được tục với đi. 12, 12 kill rồi. Con rồi. Thì kia nhớ là từ hồi mới ra cái siêu xe Bugatti chưa làm clip về cái con siêu xe màu đỏ này bao giờ. Có một trận thì như là làm trong Livic. Xe của đồng đội chứ không phải xe của mình. Này mình được xe này. Rồi. Quá hoành tráng. Này thêm tí kiểu hoa văn Galaxy mà chạy chạy trên thân xe nữa thì đẹp. Anh cũng mới được từ ai à ai à ai à ai à ai à rồi 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 mày đẹp điên rồi trên đồi bắn anh cuộc đời mày ở đây có xe này. Ê, ngó này một viên ui đau quá trời ơi nó ke trước mình rồi thành ra mình không biết vị trí của nó. Mày này nhanh lên gạt đấy. Có xe trên bên phải. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xe chạy ra thôi, phán, phán. Xe gần hết xăng rồi, phán đi ạ. Phán đi tìm xăng nữa. Chờ cẩn thận không gãy tư tốn giờ. Con xe 4 nhé. Đâu rồi? Đây, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó dùng rồi, nó dùng rồi. Không chết này. Quay đấy. Ngã lần quay chết luôn. Con xe chơi. Nhìn chỗ này ngoài bo thì phải. Đúng, ngoài bo, ngoài bo. Lại vòng lại kìa. Bo thú nhanh ấy. Trên đồi có người anh em, trên đồi có người. Thẳng đồi luôn. Đấy rồi. Thằng này bên dưới sợ hơi bất tiện. Hơi bất lợi. Ui nhìn thấy mình rồi, phán nó nhìn thấy mình rồi em ơi. Phán. Nhìn mình rồi. Trên kia nó cam sẵn rồi, cam trước rồi. Tìm cắp cam xong rồi lốc được tầm 1-2 thằng ở đấy. Và cua này hợp lý. Ui nó bắn mình kìa. Kìa. Này để xe. Nếu mà để xe này bên dưới kiểu gì cũng bắn lổ xe làm xem. Hay rồi. Ốp à. Ốp ấy, ốp cẩn thận đấy. Rồi xong. Này thì ốp với chúng tôi này. Thằng ốp đâu rồi? Mày kê này nghe liên tính ấy. Có xe, có tiếng xe, có tiếng xe, có tiếng xe. Chưa nghe, chưa nghe rồi. Mày quá chỉ có một thằng. Tưởng cả team mình còn sợ. Có mỗi ông. Còn ốp rồi. Trời ơi. Mày này, mày này. Rồi thằng có ốp này. Nếu không nhầm thì nó lốc lần thứ 3 rồi đấy. Con này bắn bình thường. Ờ, các bạn là nó có cái góc ở trên đồi nó đẹp. Cam xuống đẹp. Nhưng mà móc tầm này thì hên xui. Có khi nó không biết đâu. Đang bắn nhau rồi. Ờ, chúng nó đang bắn nhau thật đang, vẫn đang bắn nhau rồi. Đây, chứ mà ui tôi chết rồi, còn nhớ ngay chỗ đấy kìa. Còn xa còn đấy. Đấy đấy đi, có gì gạt luôn. Để nó cứu nó hơi mệt. Ui. Còn thua. Này có kia được cứu xong rồi. 17 kill rồi.
không tới. Phải có kiến đúc bốc ấy. Dưới đây. Thằng kia chạy nhanh thế, nó chạy sang bên kia. Thằng ốp chết rồi đấy, nốc rồi đấy. Rồi, sao? Đi tìm này. Còn... Có một thằng chạy ở dưới, đồi trái nữa. Còn thằng ở đây. Ngó kìa, nó ngó kìa. Ôi trời, chết trượt rồi. Hai slide. À, nó đâu ca lại kìa. Không có lần thứ hai đâu bạn ơi. Ôi trời ơi, bắn ngọt sớt tuyệt phát. Trời đất. Thằng bắn vỡ đầu vỡ sọ luôn. Victory belongs to us. Trong giờ. Ok, đi.